Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ kinh nghiệm người già đi máy bay một mình từ Việt Nam qua Mỹ. Thì năm ngoái, ông bà nội đang là cũng khoảng 65 tuổi đã sang Mỹ phụ giúp gia đình mình khi mà sinh em bé đấy. Thì bố mẹ mình qua cùng nhau và đã quá cảnh ở Hàn Quốc. Trong lúc là ông bà không biết một chữ tiếng Anh, không biết một chữ tiếng Hàn nào cả, và cũng không có một kinh nghiệm nào ở sân bay quốc tế. Nhưng cuối cùng ông bà cũng đến nơi. Thì mình xin chia sẻ quá trình chuẩn bị của gia đình mình cho ông bà. Thứ nhất là mua vé máy bay. Thì gia đình mình đã mua vé máy bay của hãng Asiana Airlines, là cái hãng hàng không của Hàn Quốc, và nó là một hàng không tốt và có dịch vụ tốt ở Hàn. Thì khi mà gần đến ngày bay đấy, thì mình gọi cho nhân viên và đăng ký họ cái dịch vụ trợ giúp cho người lớn tuổi, người ta còn gọi là dịch vụ xe lăn đấy. Thì lúc bố mẹ mình transit ở Hàn đấy, thì xuống máy bay ở Hàn thì có người đứng ở cửa này, rồi có cầm cái bảng tên, ghi tên bố mẹ mình, và có cầm xe lăn, thì ông bà lên ngồi ở xe lăn luôn. Thì họ dẫn đi đến chỗ chuyến máy bay tiếp theo, họ lo mọi thủ tục giấy tờ hết luôn, rất là tiện. Rồi khi đến Mỹ thì cũng tương tự như vậy, cũng có người cầm bảng cũng tên, rồi họ sẽ giúp mình là làm hồ sơ nhập cảnh vào Mỹ nè. Thì cái dịch vụ này có một cái rất là hay, thì khi làm hồ sơ nhập cảnh vào Mỹ là rất là nhanh, vì nó có cái lối riêng cho người ngồi xe lăn luôn. Thì nếu bạn đã nhập cảnh ở Mỹ thì bạn sẽ biết là bình thường á, thì cái thời gian mà chờ để mà làm thủ tục nhập cảnh vào Mỹ rất là lâu luôn, nó từ 1 đến 2 tiếng, rồi có thể nhiều lúc mà những cái giai đoạn cao điểm Tết rồi vậy, hoặc là cái giai đoạn mà sinh viên nhập học ấy, có thể chờ hơn 2-3 tiếng luôn đấy. Đấy, thì đó là một cái lợi. Còn ngoài ra cái hành lý á, thì là có người lấy giúp hành lý cho mình luôn. Cái tiếp theo mình muốn chia sẻ đó là về chuẩn bị hành lý. Thì đừng có đem nhiều đồ quá. Thì giống như đồ hành lý ký gửi á, thì đừng có đem những cái đồ mà họ cấm nhập cảnh vào Mỹ. Ví dụ như mình biết là về cồn nè, rồi sầu riêng, rồi vậy về thịt khô. Đây là một cái bảng mà những cái mà họ muốn list ra là cái đồ nghiêm cấm, thì các bạn có thể lên Google và search thì nó cũng ra thông tin này. Về hành lý xách tay á, thì mình nên dặn ông bà là đem thật rất là gọn nhẹ để mà ông bà đỡ mệt khi quá cảnh á. Nhiều lúc quá cảnh là chờ 1-2 tiếng, hoặc nhiều lúc là 3-4 tiếng, hoặc là có thể lên 5-6 tiếng, cứ như vậy. Một cái tiếp theo mà mình muốn chia sẻ là chồng mình đã chuẩn bị một cái nốt. Thì trên giấy thì chia ra hai khung, các bạn thấy chưa, khung bên tay trái thì sẽ ghi là tiếng Việt, còn bên tay phải thì dịch ra tiếng Anh. Thì để ông bà khi lên máy bay á, để mà giống như ngồi trong máy bay mà muốn ăn loại thức ăn gì hoặc là muốn uống nước gì thì chỉ cần chỉ vào cái tờ giấy để cho nhân viên họ biết. Thì một cái lợi nữa là chẳng hạn khi mà bị lạc ở sân bay thì đưa cái nhân viên biết là mình sẽ đi đến đâu và cần liên lạc với ai, có số điện thoại, có tên ở đấy. Thì mình sẽ cho các bạn xem một chút về cái tờ giấy này. Đấy, thì giống như họ và tên, giống như họ tên đây, thì đấy, giống qua thì nó giống vậy luôn. Đấy. Rồi chuyến máy bay, cái này là để cho giúp ông bà khi mà điền cái form ấy trước khi nhập cảnh vào Mỹ đấy. Đấy. Đây, mình kéo xuống các bạn xem một chút. Rồi có cái hướng dẫn chi tiết nè, ví dụ là dựa vào cái vé máy bay thì
ông bà sẽ cứ theo trình tự như vậy mà làm. Đấy. Đấy. Rất là chi tiết. Đấy, rồi tới San Francisco thế nào? Rồi đấy. Rồi những chú ý, thực sự là mình cũng phục chồng mình luôn, rất là tỉ mỉ. Đấy, quá trình đi đường thế nào? Đấy, các thủ tục làm mà. Đây là khi thủ tục khi làm thủ tục hàng không ở Hà Nội, ở Hàn Quốc, rồi ở San Francisco thế nào? Đấy. Ngoài ra thì cái bảng này đây. Đây là có một cái bảng bằng tiếng Việt luôn đây. Thì ông bà cứ khi mà lỡ họ đưa cái bảng bằng tiếng Anh ấy thì mình có thể giống theo cái này để mình điền theo thôi. Rồi đây là một số ví dụ để cho ông bà, minh họa cho ông bà biết. Đấy, rất là cụ thể. Đấy. À, khi mà nhập cảnh ở đây nè thì có một cái này là chồng mình có viết một lá thư cho cái người làm nhập cảnh như thế này, bảo là à, bố mẹ tôi không biết tiếng Anh, nếu mà bà có thắc mắc, có cần cái thông tin gì thì gọi số điện thoại để mà của tôi, để mà bạn có thể biết được nhiều hơn. Thì thực chất họ chẳng gọi đâu, nhưng mà mình cứ làm một cái thư vậy để phòng hờ vậy thôi. À, nếu mà bố mẹ hoặc là ông bà có dự định qua Mỹ mà cần những cái tờ giấy, những cái thông tin dịch như thế này thì mình có file sẵn á, thì các bạn có thể liên hệ với mình bằng cách là comment hoặc là nhắn tin ở dưới cái YouTube ấy. Thì mình sẽ liên lạc lại và mình sẽ gửi cái form này cho các bạn nếu các bạn cần. Đấy.